tính là 7.000, 1.700 view, 1.700 người click thì sẽ có một đơn, đúng không? Chúng ta vẫn lời mà. Nếu mà chỉ tiêu 15 đô và thu về 65 đô thì chúng ta lời được 50 đô, có nghĩa là khoảng cỡ gần 1 triệu 2. Xin chào anh em, trong video này Hường sẽ chia sẻ cái cách mà tôi đã chi tiêu 15 đô và thu về 65 đô nhờ quảng cáo YouTube như thế nào. Cái này là Hường làm tại thị trường Việt Nam nha. Làm thị trường Việt Nam thì nó như thế này. Và nếu như các bạn muốn xem là cái cách Hường làm tại thị trường nước ngoài mà tạo ra dòng thu nhập thụ động từ cái kênh YouTube như thế nào thì xem đón chờ các video tiếp theo. Còn này, video Việt Nam để mà chúng ta cảm thấy dễ hiểu hơn, thân thuộc với thị trường Việt Nam hơn. Thì bây giờ Hường sẽ quảng cáo một cái video mà Hường sẽ làm affiliate, tức là Hường bán một cái sản phẩm gọi là hosting domain. Mọi người biết có hosting domain không? Hosting domain là cái công cụ giúp cho chúng ta tạo website. Hosting là nơi mà chúng ta có thể là đặt cái website của chúng ta lên đấy. Nó giống như kiểu một ngôi nhà và trong đó có cái website, có thông tin của website của chúng ta và chúng ta đặt cái domain ở trên đó. Nói tóm lại, hosting domain là công cụ để chúng ta làm website. Ở Việt Nam, nếu như các bạn có một cái website thì nhất định là các bạn có, chắc chắn là các bạn sẽ có một cái hosting để trước website đó, hoặc là các bạn xài ké cái hosting của ai đó. Bây giờ Hường sẽ quảng cáo một cái video để Hường giới thiệu đến nhiều người biết về cách đăng ký nha. Ví dụ như ở trên kênh YouTube của Hường. Đây, video này Hường sẽ hướng dẫn. Đó là cái cách mà đăng ký Bluehost được giảm giá. Trong đây có những cái mẹo để mà chúng ta giảm giá. Thì ở trong cái video này Hường có giới thiệu cái đường link affiliate của Hường vô luôn. Khi các bạn click vào cái link này để đăng ký, hoặc là các bạn gõ là tomatohuong.com/bluehost để các bạn đăng ký, thì sẽ được có một cái mã giảm giá. Và trong video này Hường sẽ hướng dẫn làm thế nào để những người họ đăng ký, họ sẽ đăng ký với mức chi phí rẻ nhất có thể là trong cái video này. Thì bây giờ Hường sẽ quảng cáo luôn cái video này dành cho những ai mà muốn đăng ký hosting. Thì bây giờ nếu mà Hường muốn bán hàng, bán trực tiếp cho khách hàng của mình thì không thể nào mà Hường bán đại trà được. Hường sẽ tha cả chính xác cái nơi mà khách hàng của chúng ta hay mua, những người có khả năng về tài chính, họ có nhu cầu mua hosting domain chính xác luôn, chứ mình không quảng cáo chạy trà giống như cái video mà 10 đồng mỗi view hôm trước, mà chúng ta sẽ lần này là sẽ tiếp cận đúng đối tượng khách hàng. Làm thế nào để mà đảm bảo cái số tiền chúng ta chi trả ra nó thấp hơn so với tiền chúng ta thu về? Thì chi tiêu 15 đô thôi. Hoặc nếu như các bạn chịu chơi, các bạn có thể chi tiêu tới 30 đô cũng được, bởi vì chúng ta thu về tận 65 đô mà. Ở một cái đơn hàng ở trên Bluehost ấy, thì chúng ta sẽ thu về 65 đô. Tuy nhiên các bạn thân mến, là nếu như các bạn đăng ký làm cái affiliate cho hosting là Bluehost thì các bạn không nên đăng ký tại Việt Nam nha. Hường đã thử rồi, ngày xưa Hường cũng đã đăng ký với một cái IP Việt Nam, cái tên và mã số thuế của Việt Nam. Thì như thế thì sau đó thì Bluehost họ không có trả hồng cho mình, họ không trả luôn, chúng ta có kiện họ cũng không có trả, bởi vì họ không có chính sách hoa hồng cho người Việt Nam. Và cái Bluehost này thì hầu hết các cao thủ affiliate trên thế giới họ đều sử dụng Bluehost. Nó hỗ trợ rất là nhanh, cái hosting của nó khá là chất lượng và nó tốc độ load nó tốt đấy. Nên là Hường hỗ trợ các bạn là đăng ký tại ở Việt Nam. Thì cái link affiliate ở đây thì Hường cũng nhờ một người bạn, một người thân ở bên nước ngoài họ đăng ký giúp. Nên nếu các bạn muốn đăng ký, muốn làm affiliate cho Bluehost thì các bạn phải có người thân ở bên nước ngoài. Nên bây giờ là chúng ta phải mở rộng mối quan hệ dần dần đi. Sau này cần thì nhờ, đúng không? Đấy, thì bây giờ mọi người có hình dung không? Khi mà khách hàng của chúng ta xem video này nè, họ sẽ thấy là cái cách mà Hường hướng dẫn ấy, Hường có để ở trong đó là cái đường link affiliate của Hường. Cũng như là có ai đó xem cái video này và họ cảm thấy muốn đăng ký thì họ click vào cái link này, họ mua thì Hường sẽ nhận hoa hồng là 65 đô. Ok, thì chi phí của Hường sẵn sàng trả là bé hơn 65 đô, đúng không? Bây giờ Hường cho nó chi phí là 15 đô đi. Thì bây giờ làm nào để quảng cáo? Thì bây giờ Hường sẽ quảng cáo cái video này tại thị trường Việt Nam nha, bởi vì đây là hướng dẫn tiếng Việt. Còn nếu như các bạn muốn làm thị trường nước ngoài thì các bạn làm tiếng Anh. À, ví dụ như là chúng ta vào tạo một chiến dịch mới. Hường có thể tạo chiến dịch mới tên là, đây, mọi người có nhớ chỗ này không? Chúng ta chọn cái này, chọn video, rồi để chế độ đầu tiên, rồi chúng ta bấm next, tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ đặt đổi cái tên nó, đổi cái tên chiến dịch. Ví dụ như đổi là giới thiệu Bluehost. Chi phí tối đa trên mỗi lượt xem. Đây là chúng ta thường thường sẽ để ở trên thì cho tiện, chi phí tối đa CPV đó.
mỗi lượt khi nào mà có view thì chúng ta mới tốn tiền, còn không có view thì thôi. Tổng chiến dịch thì Hường sẽ để hàng ngày luôn đi, bởi vì cái video này mình sẽ xác định là mình chạy lâu dài, mình cứ kể nó chạy, ví dụ như một ngày nó cứ chạy 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 hoài vậy cũng được, một tháng nó tiêu của Hường hết là 500.000 cũng được đúng không, nếu mà một tháng có một sale thì vẫn lời đúng không, nhưng mà sau một tháng thì hơn sale đấy. Ví dụ như hàng ngày Hường chi tiêu cho nó ví dụ 500.000 đi, mình cứ để vậy thôi chứ nó chạy không hết đâu, nó chạy trong cho nó chạy hết 500.000 mà nó không chạy hết đấy. Bây giờ chúng ta sẽ không target ở Việt Nam nữa mà chúng ta sẽ target ở những cái thành phố lớn, bởi vì những cái vùng nông thôn thì người ta ít mua, bởi vì lần này là mình quyết tâm là mình chạy để ra sale rồi, mình không có quảng cáo đại trà được, bởi vì cái video này á không phải ai họ cũng xem, họ cũng mang lại cái giá trị cho mình. Ví dụ như cái video này mà đem đến những người không có chuyên môn về về hosting thì làm cho chúng ta tốn tiền hơn thôi, và họ không biết mình là ai cả, không có tác dụng gì hết, nó cũng không có tác dụng làm cho người ta đăng cái kênh của mình. Nên là bây giờ mình sẽ target ở vị trí ví dụ Hà Nội nè, Sài Gòn đấy, hoặc là Đà Nẵng. Thực ra các tỉnh lân cận Sài Gòn miền Bắc thì cũng vậy đó cả nhà. Mình có thể là để vô luôn cả Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Nhưng mà bây giờ Hường sẽ chọn luôn cả Việt Nam, mọi người biết sao không? Bây giờ Hường sẽ tập trung vào cái từ khóa. Khi mà chúng ta để cái địa điểm là Hà Nội và Sài Gòn, Đà Nẵng này nọ thì chỉ có những người ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn họ mới thấy thôi. Bây giờ Hường để luôn cả Việt Nam. Và đính kèm cái điều kiện ở Việt Nam thì nó còn một cái điều kiện tiếp theo nữa. Tiếng Việt thì vẫn để mặc định ha. Đính kèm cái Việt Nam thì Hường vẫn kèm theo một điều kiện. Những người họ ở Việt Nam và họ search với từ khóa là, chúng ta kéo xuống cái chỗ từ khóa này. Đó, chúng ta sẽ search để từ khóa vô. Bây giờ chúng ta có thể để tự nghĩ ra một chút, chúng ta có thể tự nghĩ ra một vài từ, ví dụ như là đăng ký hosting, mua hosting, mua domain, đăng ký Bluehost. Đăng ký Bluehost, nếu như Việt Nam mình có ai đã biết cái Bluehost rồi á thì họ có thể đăng ký luôn. Hay là mua tên miền Bluehost. Một vài người, rất là nhiều người Việt Nam cũng biết tới Bluehost đó cả nhà. Còn nếu mà họ không biết thì họ chỉ nên ghi là đăng ký hosting thôi. Mua tên miền Bluehost chẳng hạn. Chúng ta có thể là để Bluehost. Để như thế này thì tất cả những người Việt Nam ai mà họ dùng những cái từ khóa này thì họ sẽ thấy cái quảng cáo của chúng ta. Thì bây giờ cụ thể hơn thì chúng ta không thể nghĩ ra thì chúng ta cũng sẽ có cách, đó là chúng ta sử dụng những công cụ, công cụ thiết lập, công cụ lập quy hoạch từ khóa này. Chúng ta cũng có thể là xem nó gợi ý. Ví dụ như chúng ta bấm vào đây, ví dụ như để là mua hosting domain, rồi đăng ký hosting, đăng ký Bluehost, xem nó có đề xuất không nha. Rồi chúng ta xem kết quả. Vậy chúng ta sẽ thấy những cái từ khóa ở đây, chúng ta xem những từ khóa nào ok thì chúng ta bỏ vô. Thường thường những người muốn đăng ký miễn phí ấy, thì thường thấy khả năng là họ khó mua hàng của mình, nên là thôi mình không có chơi miễn phí. Ví dụ như mua hosting tặng tên miền, đây 100, 100 cũng được, các bạn cứ viết nhầm còn hơn. Không phải viết nhầm của không bỏ sót, chỉ là những cái từ mà có khả năng mua hàng, mặc dù lượt tìm kiếm hàng tháng nó chỉ có 10 đến 100 thôi, nhưng mà chúng ta cũng nên bỏ vô. Bởi vì là chúng ta cần cái càng cần càng nhiều người tiếp cận càng tốt. Rồi mua tên miền miễn phí này, mua hosting và tên miền đấy. Những từ như thế này chúng ta có thể copy và bỏ vô. Đấy. Chúng ta cũng thể bỏ vào cái nắp mét nếu như các bạn sử dụng cái hệ điều hành Windows. Mua mà bỏ vào nắp mét cũng được. Mua tên miền và hosting, đăng ký hosting miễn phí. Rồi đăng ký hosting free. Các bạn cũng có thể bỏ này vô, cũng khả năng họ cũng mua đấy. Cách đăng ký hosting ví dụ như lượng lượng search là 100 cho đến 1.000 cũng thấp, nhưng mà không có sao. Chúng ta cũng có thể là bỏ vô, bỏ sẵn ở đây. Tí nữa mình bỏ vô một lần luôn. Rồi mua domain và hosting. Mua hosting và domain. Đăng ký hosting giá rẻ. Đấy, lượng search của nó từ 10 đến 100 thì cũng không vấn đề gì, chúng ta cứ bỏ nó vô thôi. Tạo hosting miễn phí, hướng dẫn,
đăng ký hosting miễn phí, mua tên mình và hosting miễn phí. Đăng ký hosting miễn phí gia hạn, đăng ký hosting giá rẻ. Ok, giá rẻ chơi luôn. Đấy, lần lần cứ như thế mà chúng ta hãy có gặp nhặt cho mình thật là nhiều cái keyword để mà chúng ta được nhiều lượt tiếp cận nhất có thể. Và chúng ta tập trung vào những cái keyword mua hàng thôi nha cả nhà. Ví dụ như là mua tên miền, bán tên miền, mua domain miễn phí, mua tên miền tặng hosting. Ai đâu mà mua tên miền tặng hosting trời. Mua hosting tặng tên miền thì có. Và thôi mình cứ để nó vô. Rồi đấy, chúng ta có thể là cho đi hiển thị thêm ra. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta đã có một cái lượng từ khóa nhất định rồi. Chúng ta copy nó, chúng ta bỏ vào đây. Đấy rồi, mọi người cũng có thể là xuất thêm. Ví dụ như mọi người lên YouTube search đăng ký hosting, nó có đề xuất không? Nó đăng ký hosting miễn phí, miễn phí, miễn phí, miễn phí. Đăng ký đồng hosting domain, đăng ký mua hosting đi, hosting coi thử nó có đề xuất không. Đây này, có đề xuất này, mua hosting, ví dụ như mua hosting WordPress, ok đúng không, bỏ nó vô. Rồi mua hosting gì nữa đây, mua hosting và tên miền, mua hosting giá rẻ. Đấy, mọi người cũng có thể copy những cái từ này. Mua hosting gì đây? Xem đề xuất không? Xem đề xuất không? Mua hosting price. Và rồi, chúng ta có thể điền rồi đúng không? Mua hosting gì nữa? Mua hosting, mua domain và hosting. Đấy thì rất là nhiều cái từ khóa nó gợi ý ở đây thì chúng ta cũng có thể bỏ nó vô. Đấy, chúng ta bỏ. Giả sử mọi người có một cái lượng keyword rất là lớn như thế này rồi, nhiều lên. Các bạn làm càng nhiều càng tốt, bởi vì là chúng ta cần rất là nhiều người search từ hosting mà. Rồi chúng ta sẽ để mọi chủ đề. Cái này mình sẽ bỏ qua đi cả nhà. Bởi vì là nếu mà chúng ta cứ điền vô quá nhiều thông tin như thế này thì cái lượng lưu lượng truy cập của chúng ta sẽ ít. Ở đây nó bảo là hãy xóa tất cả những từ khóa này để xem số lượng ước tính. Nó không chịu cái từ mua hosting giá rẻ cả nhà. Nó bôi đỏ như thế là nó không chịu rồi. Thì chúng ta coi thử là xóa cái từ này đi. Đó. Thì nó ước tính là 610 triệu lượt hiển thị. Đấy, tại mình chạy toàn Việt Nam, ok. 610 triệu lượt hiển thị là cũng khá là nhiều đó cả nhà. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn muốn làm cho nó sát, nó sẽ bóp lại không hiển thị 610 lượt hiển thị nữa. Thì chúng ta sẽ cho nó là thu hẹp lại bằng cách là chúng ta thêm cái chủ đề vô. Bây giờ chúng ta để giá thầu tối đa đi. Nếu mọi người muốn là chi phí thấp thì chúng ta sẽ để ví dụ như để ít thôi, 200 đồng thôi. 200 đồng này thì nó sẽ làm cho chúng ta chạy CPV, mỗi view của chúng ta sẽ ít hơn 200 đồng. Tuy nhiên là khả năng nếu mà 200 đồng mà chạy từ khóa mà như thế này, từ khóa mà nhiều người chạy quảng cáo giống mình thì nó không có chạy nổi. Thì mình cứ để 200 đồng. Nếu mà nó chạy nổi thì nó chạy. Còn nếu nó chạy không nổi thì chúng ta sẽ tăng cái giá thầu lên tí. Mình sẽ tăng nó một chút, tăng nó một chút cho đến khi nào nó chạy. Đấy, còn nếu như các bạn muốn bóp nữa nha, tức là đây từ khóa, nó bao gồm cả hai điều kiện, từ khóa và chủ đề. Nếu mà chủ đề chúng ta không để gì có nghĩa là nó chỉ chạy theo từ khóa thôi. Còn nếu mà chúng ta để từ khóa và chúng ta thêm chủ đề có nghĩa là, ví dụ như Hường để là bất động sản, thì những người họ quan tâm vào bất động sản và họ search từ khóa này thì nó mới hiện ra. Còn những người mà họ không quan tâm tới bất động sản mà họ search thì nó cũng không hiện ra. Như vậy thì nó bao đây là cái điều kiện và hai trường hợp, cả hai trường hợp này xảy ra thì nó mới hiển thị. Nên là mọi người muốn rộng quá thì mọi người tắt cái chủ đề đi. Thì nó sẽ hiển thị là 610 triệu nè, 610 triệu lượt. Ví dụ như chúng ta để vô bất động sản con người thì chỉ có những người họ search từ khóa này và họ quan tâm tới bất động sản hoặc là quan tâm tới con người xã hội thì nó mới hiển thị, thành ra nó bóp lại còn chỉ có 20 triệu thôi. Nên là nếu mà chúng ta chạy quảng cáo từ khóa mà để mà sát như thế này rồi á, rất là sát rồi. Mua đăng ký hosting, mua domain, nói thẳng ra là khi mà họ mua những cái này nè, họ thích những cái từ khóa này thì nó mới hiển thị, thì chúng ta cũng có thể bỏ qua không có để chủ đề. Hoặc các bạn muốn an toàn hơn, chính xác hơn
mình không thích những người mà họ thích giải trí, họ thích vui chơi, họ xếp quảng cáo của mình, thì mình có thể để thêm một vài cái yếu tố vô. Ví dụ như mọi người chỉ muốn những người quan tâm tới tài chính nè, họ search thấy, hoặc là người quan tâm tới là máy tính điện tử, tới internet và viễn thông, doanh nghiệp và công nghiệp, cộng đồng trực tuyến, các vị trí trên thế giới. Và những cái người quan tâm như thế này thì có thể là họ có khả năng tài chính rất là lớn đó. Con người và xã hội, nhà bất động sản này, chỉ có những người này họ sớm mới thấy thôi, thì chúng ta cũng có thể thêm vô. Quan tâm tin tức, họ quan tâm tới việc làm và giáo dục, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy đó là lượng tiếp cận của chúng ta sẽ tăng lên. Ok, như vậy thì Hường có thể để giá thầu là tối đa là 200 đồng. Thì chúng ta cũng có thể để cao hơn tí tùy các bạn, nhưng mà Hường vẫn có thể để cao một chút, xong rồi sau này nó chạy một thời gian rồi Hường hạ xuống dần dần chút xíu thì vẫn được. Trong trường hợp nó hạ nó đứng thì mình lại tăng nó lên chút. Tóm lại là từ khóa của chúng ta, nếu mà không ai chạy, ít người chạy, thì chúng ta sẽ có chi phí rất là thấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bóc cái video phía bên này, bóc cái video mà chúng ta muốn chạy quảng cáo, bóc qua. Đây là mình làm tại thị trường Việt Nam nên là mình chỉ hướng dẫn cái video thế thôi, cũng đã có người mua rồi đó cả nhà. Bây giờ mọi người có thể là chọn là video discovery, bởi vì cái kiểu như thế này nè, hướng dẫn đăng ký Bluehost Hosting ấy, thì nó dành cho những người chuyên môn, nên là chúng ta chỉ chọn chế độ discovery thôi. Nếu mà chúng ta quảng cáo trong luồng ấy, tức là chúng ta có người nào đang xem sẽ xong có video hướng dẫn đăng ký hosting domain của chúng ta thì rất là bực bội đúng không? Mà nó không phải là kiểu như làm tóc hay là làm đẹp hay là những cái đồ xinh xinh, những cái đồ nào đó mà làm cho người ta thích mua, mà nó chỉ phụ thuộc vào chuyên ngành thôi. Nên là chúng ta chọn là quảng cáo cho discovery, có nghĩa là nó sẽ hiển thị quảng cáo lên, và nếu như ai họ quan tâm thì họ mới click, còn không quan tâm thì thôi khỏi click, đỡ tốn tiền mình với lại không gây cảm giác bực bội cho người xem. Ok, bởi vì đây là mình chỉ cần là đúng khách hàng, nếu mà không phải khách hàng của tao thì đi chỗ khác chơi, còn nếu mà phải khách hàng thì mới click vô. Vậy nên là mình chỉ cần là quảng cáo discovery khám phá là được rồi. Ví dụ tiêu đề là đăng ký Bluehost được giảm giá, hướng dẫn chi tiết. Rồi hosting, mua hosting tặng domain chẳng hạn, cái Bluehost thì mua cái hosting là tặng domain nha cả nhà. Rồi chúng ta tạo chiến dịch nó, chúng ta có thể để một quảng cáo hoặc tạo một vài cái ads nữa, tạo một cái vài quảng cáo nữa cũng được đó, thì không có lo lắng đó. Chúng ta đã có một cái nhóm quảng cáo, hồi nãy Hương chưa đặt lại tên nhóm quảng cáo, chúng ta để nhóm quảng cáo này cũng được, không có vấn đề gì. Còn nếu mà chúng ta có quá nhiều cái quảng cáo thì chúng ta nên đặt cái tên nhóm quảng cáo làm nào cho chúng ta sẽ nhớ hơn. Đấy, bây giờ ví dụ mọi người sẽ thấy là một cái quảng cáo đây nó đang chờ xử lý. Nếu mà tài khoản của chúng ta chạy khoảng cỡ vài nghìn đô chi tiêu trên Google Ads rồi thì nó sẽ duyệt rất là nhanh, còn tài khoản của chúng ta mới đó, thì nó đang chờ xử lý nè. Thì nếu mà nó xử lý nó duyệt xong rồi thì quảng cáo của chúng ta sẽ chạy. Thành ra thì chúng ta sẽ tính như thế này. Chúng ta sẽ tính là 15 đô. Chúng ta sẽ tính là 15 đô thì nó sẽ bằng đâu đó là bao nhiêu tiền Việt cả nha? Bao nhiêu tiền Việt 15 đô, khoảng cỡ 350 ngàn đi, cho là 340 ngàn. Cho là 340k tiền Việt đi. Mà nếu 340k mà chúng ta chia cho ví dụ 200 đồng một view thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu? Gọi 3 4 chia 2 hả? 14. 3 4 chia 2 là bao nhiêu cả nhà? Thôi bây giờ mình cứ chia bằng máy tính đi. Cho 34.000, 340.000, 300 4 10 1 2 3 chia cho 200 đồng. Vậy luôn. Thì chúng ta sẽ được 1.700 view. Nó xác định là 1.700 view thì chúng ta sẽ có được một đơn, đúng không? Nhưng thực tế là chúng ta có tiêu hết 200 đồng không? Thực tế không có chi tiêu tới 200 đồng một view đâu cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta cứ tính là 1.700 view, 1.700 người click thì sẽ có một đơn, đúng không? Chúng ta vẫn lời mà. Nếu mà chi tiêu 15 đô và thu về 65 đô thì chúng ta lời được 50 đô, có nghĩa là khoảng cỡ gần 1 triệu 2. Ok? Đúng không cả nhà? Bây giờ đây là chỉ là một cái thị trường Việt Nam, tại vì số sản phẩm mà chúng ta bán tại thị trường Việt Nam thì nó có giới hạn rồi. Thì mọi người hãy đón chờ các video ở thị trường nước ngoài. Không chỉ là hosting domain mà nó còn rất là nhiều cái sản phẩm khác, là chúng ta hãy cùng quảng bá. Và mọi người nghĩ là nó có là phải là thu nhập thụ động không? Bởi vì là Hường chỉ làm cái video một lần và Hường cho chạy quảng cáo. Như vậy thì cái tiền chạy quảng cáo ở đây thì ai chạy? Có phải là Google chạy không? Google chạy thứ chúng ta chỉ đặt quảng cáo chỉ có một lần và lâu lâu vô chỉnh sửa thôi.
Rồi cũng nếu mà chúng ta xây một cái kênh thì lâu lâu up video này nọ. Thì tóm lại là cũng không phải là quá nhiều công sức hay thời gian, mà chúng ta chỉ là trả tiền cho Google, đúng không cả nhà? Nếu anh em cảm thấy hay, hay quá thì biết xuống hay quá phát để Hường biết là các bạn cảm thấy hữu ích. Rồi các video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ nhiều cái hay về affiliate marketing hơn. Ok, được không? Được viết xuống được giúp Hường này cả nhà. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này. Hãy chia sẻ hoặc là các bạn hãy nhấn chuông thông báo và cho Hường biết là mọi người cảm thấy hữu ích nha.